Và cô tìm đúng y chang. Nó chết năm 9 tuổi, nó tên Lào, cũng là tên Lai và tên Lài. Còn đứa nhỏ mà 6 tuổi á, cũng là trong tiếng dòng họ của cô. Ý cô ba nói á, phải nghĩ xa chút xíu. Dạ. Cô ba này hay lắm. Dạ. Hồi trước dịch, tình cờ là chị biết được một kênh quay trên này. Như chị bỏ tâm mà chị để tìm số điện thoại cả tháng trời không ra. Tìm kiểu nó không ra. Đến một ngày cuối cùng là cô quyết định. Cô tìm một lần cuối cùng. Người đó quay YouTube trên đây là tạm thời cô không nói tên. Cô cầm điện thoại cô đi một lần cuối cùng là cô tìm được tên người đó. Cô nhắn tin. Cô tìm cô ba và cô bảy. Thì bắt đầu từ đó là cái giác quan của người mà ngộ được những cái và những thứ thì cô liên lạc cái tin trên này và cô nhìn nhận được tin này nó có một cái gì đó mà chính bản thân cô không giải thích được thì cô tìm tới cô ba đây rồi cô bảy kia. Thì sau đó thì nó khăng khít hơn và nó gần gũi hơn và nó trao đổi những cái hơn bình thường. Vì do đó là cô về đây là hôm tháng 2 và cô ngày hôm nay nữa đó tháng 1 là 6 tháng là cô quay trở lại. Nhưng bắt đầu mà cái chỗ mà cha trời mẹ đất á, cô ba ha. Dạ. Bắt đầu từ đó thì mọi người gieo duyên được cái chỗ cha trời mẹ đất đó. Thì bắt đầu từ đó bản thân cô mỗi ngày nó tiến lên một bậc. Một bậc. Mà chính là ông bổn sư, ông đã ông phan cô ba. Dạ. Năm 14 tuổi, mắt thật cô nhìn thấy 100%. Không nói dối nửa lời. Ngồi trước mặt bàn thờ và cô ba thờ của quyền. Mắt thật, nhìn thật. Hồi cô xuống giữa chú chùa Vũng Tàu. Tầm 4 giờ chiều gì đó thì cô lên cái dốc. Cô lên cái dốc thì cô mới vừa tới, cô mới vừa tới đúng cái dốc thì ngay cửa chánh điện tự nhiên có hai người đi ra ngay ráp mặt con nè, con cái mặt con đây. Yeah. Hai người ra đi thẳng trên mặt như nè. Một người mặc đồ màu xám và người mặc đồ bình thường giống như tụi con. Dạ. Yeah. Thì nhưng hiếu kỳ con đi theo người ta về phía đằng sau. Thì ông thầy đó, ông cơi cái tai, ông mở cái nắp lu nước cô ba. Dạ. Con hiếu kỳ cái đầu con nhìn như vậy nè. Con thấy nước màu xanh da trời. Một ông lão đứng chèo thiền bằng đồ màu xám, đổ nón lá, đứng chèo cái thiền phương hướng này. Vậy là ông lẽ ông sư giải bắn phai cô. Đúng vậy, đúng vậy. Mà lúc đó cô 14 tuổi, thật sự còn khờ lắm, không biết gì hết. Bắt đầu từ đó, từ từ dần dần lớn lên có gia đình, thì ngộ ra nhiều thứ, biết được một chút nhiều thứ. Sau đó bắt đầu quen biết cô ba, cô bảy, thì mỗi ngày tăng thêm một bậc. Nằm trong giấc mơ, con thấy con nói là ông Sơn Thần. Dạ. Ông bận đồ như cô ba, như mấy ông người tu Thái Lan á. Dạ. Mặc áo khoác này nè. Ông già lắm rồi. Dạ. Cao có hai thước, ông đúng trong cây gậy. Ông nhìn thẳng mặt cô. Lúc cô bật mình dậy, cô nhìn thấy rõ ràng 100% sự thật. Không râu dài không? Râu, râu hơi rậm rậm. Không có râu, mặt ông ốm. Thon, già lắm rồi á. Dạ. Già lắm rồi á, da đồ nhăn nheo rồi á. Ông già ông cô ba, da dạ. Nhăn nheo á. Dạ. Cao tầm 2 thước.
trên ngàn năm rồi mà cao nhiêu mà mặt ốm. Dạ, dạ. Là từng thằng thá hả là em cứ đa cô giật mình dậy, cô cho ông đó là ông sư thật. Khi cô mở mắt cô nhìn thấy ông là cô cho ông đó là ông sư thật. Cô điện thoại về cho cô ba cô nói liền. Ba nói liền. Đây cô nói thật. Mỗi khi đó mà cô có một cái gì khó khăn cô cầu nguyện ông. Được. Cô ba biết nè. À cô ba ha. Dạ. Cái gì cô hay điện về cô hay trao đổi cô ba. Và chính cô ba cũng giúp cho cô nhiều cái và nhiều thứ khi cô cần. Có thật. Có thật luôn. Và... cô ba giúp cho cô cũng mới cái liền là cũng thành công ha. Ừ. Cô ba cho binh gia qua hộ vợ cô có một hai cái gì đó. À, tới nhị cô ba không nói nha. Dạ. Người đó là chính bà con của cô. Cô nằm giấc mơ. Bởi cô đã làm được việc cho cô. Là cô hứa là được việc thì cô sẽ trả lợi cho gì cô ba? Cho các chị ở đây. Các chị binh gia. Nhưng mà không ngờ là 4 giờ chiều cô được thành, cô được một cái gì đó thuộc về của cô. Ừ. Thì binh gia vô hỗ trợ cô. Cô được một cái gì đó. Đó thì tối cô nằm cô thấy chim bao liền. Cô điện cô ba. Cô ba ơi sao con thấy đứa bé gì 14-15 tuổi nằm chết trên giường. Và đứa nhỏ 6-7 tuổi nằm chết bên giường kia mà đẹp gái lắm cô ba. Thì cô ba nói chắc này là binh gia kẻ con thu mua bánh mua kẹo cúng cô ba hen. Dạ. Cô ba mua bánh mua kẹo cúng. Thì cô ba đang cúng chị cũng quay phim trực tiếp nói chuyện cô ba. Thì đứa nhỏ vào mắt cô ba là sao? Cô ba kể mấy em nghe đi. Dạ. Cô ba kể đi. Mấy... cái không biết đường kể đi nè cha. Dạ con mở nha. Ừ. Cúng năng. Cô ba giái. Thế giờ nó cô ba á. Nó là tên Lai và tên Lài. Ừ. Vậy cô ba nhớ chưa? Cô ba nói đi. Nhớ rồi. Dạ cô ba nói đi. Cô tên Lại, cô tên gì? Lai Lài. Đó rồi. Chết năm 9 tuổi. Cái đó là tôi nói thẳng với mấy chú là sự thật. Con cháu của cô này không phải là người ngoài. Ừ. Tại vì mấy người đó là cũng như nói đúng hơn cái gì tôi muốn cần cái gì thì sẽ cầu nguyện cha mẹ thầy tổ của quyền. Của quyền chăm họ. Nó trong đó là nó có của hai chú luôn. Ừ, là tất cả của quyền 136 họ cha, 133 họ mẹ. Tôi cầu nguyện đều để tôi xin cái gì đó là trong của quyền của chú tiếp ứng chú. Của quyền chú này cũng vậy. Nói chung là của quyền của ai cũng vậy. Yeah. Bởi vì tôi sai giái gồm mà. Tôi không giái từ ngư mà tôi giái gồm. Giái gồm là của quyền tất cả. Bây giờ cái tên đó họ đó mắc công chuyện gì nhờ của quyền của chú á. Ví dụ chú họ Nguyễn, tôi nói tôi đi, tôi họ Nguyễn đi, nên nào tôi với là ở đây ở tại đầu chùa hang này của quyền kiến nhà họ Nguyễn. Bây giờ con cháu của ông của bà lâm cái chuyện gì ngặt nghèo, bây giờ ông bà phải về đó để giúp lôi kéo con cháu của mình, đừng bỏ con cháu mình, không nên đó. Thì tôi chỉ cầu nguyện gian sinh. Rồi tự mấy ổng làm sao làm đó, đó tôi không biết. Tôi không biết. Nói chung là tất cả cô bác anh chị ai cũng có của quyền. Cô ừ. có bản lãnh đó. Rồi đó, sau ai đó cũng có của quyền. Sau đó cô cũng có người mà binh gia về mắt cô. Nói người đó là cháu nội ba của cô. Cô giai cô. Nó xưng nó là tên Lai và tên Lại. Nó chết năm 9 tuổi. Cô ba cho chị cô hay. Cô đâu có biết đâu. Cô đâu biết. Cô mới điện thoại về cho bà chị họ. Bà cũng lớn tuổi rồi. Thì bà cô họ mới điện về dưới quê một chỗ nào đó. Bà mới điều tra bà hỏi. Hỏi viên cái dòng họ của cô. Tế ra là đúng. Con bé nó phải tên Lao, tên Lai, tên Lại. Mà nó tên Lào. Đúng chết năm 9 tuổi luôn. Nằm ở gốc cây dừa, bị dừa rớt xuống trúng phổi và phổi chết. Nó mất cô ba, nó chết năm 9 tuổi. Cô ba cho chị hay.
là cô tìm đúng y chang. Nó chết năm 9 tuổi, nó tên Lào, đúng là tên Lai và tên Lài. Còn đứa nhỏ mà 6 tuổi á, cũng là trong kiến dòng họ của cô luôn. Rồi sau này một lần nữa, nó mét cái bà ba. Nói cô té bởi đồ bên đó là cô nè. Cô cầm cái dao lên giúp bạn ở dưới nền nhà, tự nhiên cô mang giày bata mà cô té bật ngửa một cái rầm, cái đầu cô đập dưới một cái rầm, cái dao nó bung ra kia kìa, mà người cô cũng sao, mà nó mét bà ba, nó cô bị té bởi đoạn đó. Đó cũng như bà ba mới cho dụ, cô hay như chú, nó là như vậy. Như chú có cái chuyện gì mà đại sự á, cái chú nói cho tôi biết, à, giờ cô bà ơi, tôi có chuyện gì gì đại sự gì á, thì ở đây tôi cầu nguyện, như chú họ Nguyễn, họ Lê, họ Trần, thì tôi cầu nguyện hết, 136 họ cha, 133 họ mẹ, về độ cho chú, xong rồi tôi mới cầu nguyện riêng cái kiến họ của chú, kiến họ chú họ gì, họ Nguyễn, họ Lê, họ Trần gì đó, thì giờ nhờ cụ quyền thất tổ của chú về để gia hộ cho chú gỡ cái mối nợ đó. Nợ gì đó tôi không biết, nợ mà đau hay là nợ bệnh hay là nợ cái gì tôi không biết, bất nói chung là bất cứ cái chuyện gì. À, thì tôi cầu nguyện nhờ cha mẹ ông bà cụ quyền của chú về gỡ cho chú. Chứ tôi có biết cái gì đâu tôi gỡ, tôi không hiểu gì hết. Đó, vậy thôi. Nhưng cô có một cái điều hay gì, nhưng khi có một lần đây sự thật nha, 100% luôn, tự nhiên cô ăn cái hai cái muỗng cơm nhỏ bị da gì mà cô nứt cục, nứt tới mửa ra nước luôn, mà đâu có gì đâu mà mửa cái hai cái tiết cơm tiết tiệu, nhưng mà nứt cục, nứt cái câu mửa, cái đường nói chuyện cô ba ơi sao cô nứt cục quá, cô ba nói á, đợi cái tay lên ngực, vuốt xuống 9 cái. Cô vuốt đúng vào cái lúc bắt đầu trên này xuống cái thứ 9. Hết luôn, hết luôn. Và trực tiếp nói chuyện cô ba nhớ không? Nó nói cô ba con hết rồi. Mà nứt cục, nứt trời ơi, nứt, mà nứt liên tù ti. Cái đó cũng như, tôi nói cũng như đó là trong cổ cho tôi hay. Rồi cầu nguyện của quyền của cổ. Rồi nhờ cha mẹ thầy tổ của quyền của cổ vuốt xuống giùm. Chứ tôi có biết làm gì. Đúng vào cái thứ 9. Cô nó vuốt đi. Từ trên ngực đưa xuống dưới lên ngồi rúng. 9 cái. Thì vừa cái thứ 9 bắt đầu trên đây. Vừa xuống cái là ngưng tại chỗ liền, cô ba nghe luôn. Rồi đang nói chuyện cô ba cô bảy. Nó cô ba con hết rồi. Đúng y 9 cái. Có những cái mà mình không giải thích được. Tức là những cái đó mình không phải giải thích.